Nè cái bàn này dọn xuống dưới Duyên ơi. Dọn cái bàn này xuống xong. Biết gài rồi luôn. Tiền đụng mấy vô cái phòng bảo rồi nó thấy xanh tử nó có người ta. Tiền nó mới nghĩ đi. Vô bên đó rồi là đụng. Nó đụng cái đường giống như đường kia rồi nó đụng điện. Nó đụng như mà đụng nó đụng. Nó mẹ ra rồi nó mình đưa nó lại. Đây cái quạt đó qua bên đây đi. Bắt đầu nó nhánh vào quay tao hút bên đây cho bác tụi con nè, còn lồn kia lên chảy ngủ đi. Lên đây đó, chảy có cái quạt ấy chứ không. Đã kêu nãy giờ lên kia mệt nghỉ không chịu nghỉ. Nằm đó giặt dữ. Lên trên phòng xanh đó mở quạt lên một mình mà hưởng thụ luôn. Hưởng làm gì cũng được. Đó là
bây giờ mới thấy là đủ cái sức khỏe mà mình biết gì đó. Và đó mình mới nghĩ là gan nè, thận nè, phổi nè, đúng không, tim nè, não nè, má là bị lên ra
Đại ơi. Mà bên đây là mình quá nhiều nhẹ nhẹ trong đó xưa là quá nhiều lắm. Quá nhiều tụi. Thank you.
Đó. Cái bàn này nhậu rồi. Đó. 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 Xin mà. Mà cái này nó xin nóng quá. Thank you.
rồi, đâu cũng đi đâu, lấy cho anh chạy nó không. Đá mà, đừng đá. Lúc này vui đây bạn ơi, cầm đó, cầm em được mày. Chơi cà phê chơi được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.